Hi, xin chào các bạn nha. Đây là đường Võ Chí Công đây không? Ở bên Quận Xuân, Đà Nẵng. Đây phía tay phải tôi là sân bóng đá mini. Những sân bóng đá mini những khu vực. Xuống rực luôn nè. Bên trái trái công tàu cũng đó. Bên trái trái tàu cũng có máy sân bóng đá mini. Hôm nay tôi đi Hội An nên tôi về gần tới cầu Hồ Xuân rồi. Gần tới cầu Hồ Xuân tôi chia sẻ các bạn đoạn đường này về trung tâm Đà Nẵng các bạn nha. Về bóng đen đây là đường Võ Chí Công. Các con tôi là đường 19 tháng 3. Ngang là đường 29 tháng 3. Đường dần là nhỏ rồi. Nữa là hơn chín
đường. Trên con đường Nguyễn Hữu Thọ, trước đó là có mưa rồi nên nha, mưa nhưng mưa không lớn, mưa nhỏ nên nha, nó thật nóng lên không kịp luôn. Phan Đăng Lưu đây, đường Cát Răng là đường Phan Đăng Lưu nha. Đây cái tên đường Nguyễn Hữu Thọ, Đà Nẵng về đêm rất là đông nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
34. Đường cắt ngang hồi nãy đường cắt ngang là 34 đi. Vẫn còn đường Nguyễn Hữu Thọ. Đường cắt ngang là đường gì đây? Khói. Đường Vĩnh Tăng này các bạn nha. Đây có bậc rẽ trái là vô sân bay Đà Nẵng, bậc rẽ phải là đi qua cầu Trần Thị Lý, hầm Trần Thị Lý rồi cầu Trần Thị Lý luôn. Đây à, tôi đi thẳng.
Nguyễn Văn Linh đây, các bạn rẽ trái cũng vô sân bay, các bạn rẽ phải là ra cầu Rồng, ra cầu Rồng.
đi đằng tầng thứ hai nha. Tôi về đường Hoàng Thị Lan. Là đường Hoàng Thị Lan, xuống là đường Hoàng Thị Lan.